hôm nay thì Audio Tường Nguyễn lại giới thiệu một sản phẩm mới, đó là con mixer M10R. Dòng mixer này nó cũng tới 100 chế độ reverb, echo, delay, rất là hay. Nhưng mà cái phiên bản của nó rất là đẹp, mọi người nhìn thấy ha, mẫu trước và mặt trước nè, mặt ngang hông nó rất đẹp. Và điều đặc biệt nữa là khi mua vào mixer này, thiết nhà máy bên hãng nó sẽ tặng thêm một cái cục Bluetooth rời. Đây là cái lô đầu tiên nên là tặng khuyến mãi thôi. Cục Bluetooth rời này rất là hay, đó có đầy đủ chức năng như là tiếng cười nè, đó tiếng vỗ tay nè, đó và nhiều rất là nhiều hiệu ứng vui. Mà cái cục này á, cái cục này thì chúng ta còn có thể như là gắn micro vô, chúng ta hát livestream cũng được luôn nữa. Nó có đầy đủ, có cả tai nghe luôn nữa, ngộ ghê luôn á. Đây nó tặng kèm, nhà sản xuất tặng kèm. Cái này người ta tặng kèm cho xài thử thôi chứ không có bảo hành. Cái cục này, riêng cục này là không có bảo hành nha. Đó, mọi người nghe rất là vui ha, còn nhiều lắm. Đó, rất là nhiều tiếng luôn, hay nha. Rất là vui ha. Và cái con này tổng thể tí nữa mình sẽ test cho mọi người cùng nghe ha. Bây giờ hát một đoạn cho mọi người nghe. Xíu nữa mình sẽ quay tổng thể cho mọi người xem từ chi tiết của con này nó độc đáo như thế nào nha. Bây giờ hát một đoạn cho mọi người nghe. Hai, sáu, bảy. Chọn cái đoạn 96 thì vượt chọn delay. Rồi bây giờ mình sẽ test, mình sẽ giới thiệu toàn phần cho mọi người cùng nghe ha, cùng xem ha, và tham khảo cái bản mixer này nha. Ok, anh em quan tâm liên hệ số điện thoại bên dưới, em gắn bên dưới. Số điện thoại là số Zalo của bộ phận kỹ thuật bên em luôn nha. Okay. Audio Tường Nguyễn xin chào lại quý anh chị và các bạn, chúng ta đến với kênh của Audio Tường Nguyễn ha. Và trước mặt chúng ta đây là dòng mixer mới nhất đang được phân phối độc quyền tại Audio Tường Nguyễn. Đó là con mixer M10R. Đó, một phiên bản mới nhất luôn nha, đây. Rồi. Để chúng ta tìm hiểu sơ về cấu hình của con này ha. Về trước mắt là về mẫu mã nó, mọi người nhìn thấy cái mẫu mã em nó bên ngoài rất là đẹp và rất là bắt mắt luôn ha. Đây là mặt trước của nó. Con mixer này nó có 2, 4, 6, 8 8 cổng mic Canon và 6 đường mic 6 ly, 2 đường stem mono. Đó. Ok, đây là ngõ ra Canon và đây là nguồn à, đây là ngõ ra 6 ly và hoa sen là ngõ vào hoa sen và ngõ vào 6 ly. Rồi, ok, nó đầy đủ các tính năng để cho chúng ta sử dụng. Ở trên đây thì mỗi một đường tính năng của nó thì nó có những cái tín hiệu riêng hết, nó có cái tên riêng của nó ha, cổng insert đầy đủ. Rồi, ở đây chúng ta nhìn xem ha. Thì em cũng giới thiệu sơ thôi, tổng quan thôi. Ở đây thì mọi người nhìn thấy đây là đường lay tổng, ngõ ra tổng ha. Đây là hai cái group 1, 2 này nó sẽ là tăng độ dày cho tiếng mic hoặc là tiếng nhạc. Rồi ok, đây là cổng ra USB hoặc là nhạc Bluetooth. Đây là đường ra chỉnh cân chỉnh FX. Đó, ở đây nó có 4 đường, đây là 3 đường ốc 1, 2 ốc 3. Cái này là đường FX trong mixer, còn đây là FX rời. Chúng ta tùy chọn ha. Đó, có 7 cần lọc xì hiển thị trên mixer luôn. Rồi đây là màn hình Bluetooth, chúng ta có thể chọn chế độ Bluetooth và chọn đường chế độ USB, 100 chế độ reverb, echo, delay đầy đủ cho quý anh chị các bạn chúng ta sử dụng luôn nha. Nguồn kết hợp nguồn 48V luôn. Đây mọi người nhìn ha, tổng quan của em nó là như thế này, nhìn rất là đẹp luôn nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Anh em nào quan tâm thì vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới, kết bạn Zalo để bộ phận kỹ thuật bên em sẽ tư vấn cho anh chị các bạn chúng ta hiểu chi tiết nhiều hơn về dòng mixer này ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.